Ok, hi xin chào mọi người. Chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gách đây. Và hôm nay mình sẽ mở một cái series mới, đó chính là Đại Chiến Lucky Block. Thì series này là mình với thằng Đấp sẽ đập Lucky, rồi sau đó sẽ gọi là lấy đồ lại và tới đánh nhau ấy, như vậy đó. Thì cái chỗ này là cái địa điểm mà mình với thằng Đấp đánh nhau này, rồi hai đứa sẽ lấy Lucky Block của mình. Thì đầu tiên mình sẽ đại chiến Lucky Block thường các bạn. Nếu các bạn ủng hộ series này á thì mình sẽ tiếp tục cài mấy cái Lucky khác và chúng ta sẽ tiếp tục đại chiến nha. Thì ok, let's go luôn. Đi xa xa nha, đi xa xa khu vực hai thằng. Rồi, mày đi bên đó, tao đi bên đây rồi. Rồi, bắt đầu. Ok, let's go. Cộng mong chúng ta sẽ được đồ ngon. Đóng cá luôn. Ui, đóng gì lăn chỗ biển vậy, càng đấu càng kiếm đâu. Wow, gớm các bạn. Thì 1.14 thì nó sẽ có mấy cái thứ khác nha. Wow, bonus thêm, ngon. Ơ, cái Lucky Bon gì nè. Không có kiếp nha, chơi không kiếp. À hơ, rồi bây giờ kiếp inventory nha. Game roulette. Chơi kiếp các bạn, không kiếp thì không được. Game roulette. Keep inventory chair. Rồi ok, cho anh Nấp tới lượm đồ lại đi. Nấp nó vừa bị chết các bạn. Ủa, cái này là xui đúng không? Cái này là xui. Xui. Thôi rồi, bị chậm rồi. À, ồ có kiếm Lucky luôn, ngon. Có đồ đấu nữa. Vãi nồi, Nấp đã bị nổ tung. Mình vẫn chưa bị xui các bạn. Thằng Nấp đã xui vãi nồi à. Ồ, được một cái hero fit fixing gì này. Ờ, một đống đồ luôn. Mình chỉ cần táo vàng hero prize thôi các bạn. Táo vàng hero. Ừ, TNT được không ta? Ơ, Lucky của mình đâu rồi? Bỏ nhập cái Lucky luôn chứ. Ok, tiếp tục đập thôi, đập hết ok tao nha. Không biết ai sẽ chiến thắng trong cái cuộc thi đây các bạn. Hồi hộp quá. Và kiếm một thêm một cái kiếm này. Ôi táo vàng này, ngon. Ui. Không mày, đánh có kiếm đàng hoàng chứ đây không. Cái gì vậy? Ui, thằng Núp nó tàn hình kìa. Đau trời ơi. Ui, mình không muốn bị chết đâu. Ôi rồi, rơi xuống này rồi. Mình bị chậm giải với lại mất tầm nhìn các bạn à. Ui, người khổng lồ. Con này đánh được. Cái gì vậy? Thằng Núp sao bị chết hoài vậy trời. Ui, lóc kim cương kìa. Mình ăn táo vàng mình hồi máu kìa. Có máu mình đập tiếp. Solava nè. Tỏ nè. Sao nether không gà. Mình cầm kiếm thôi các bạn. Ôi. Ui. Ôi. Mình spawn ở đây, khúc nè thật. Bỏ hết đồ đi. Ok, mình sẽ qua cái khu bên kia. Ủa đâu có giam dân làng ông bịt mặt vậy ta. Ông bị bắt chột vậy ta. Ok hợp nhạc. Lúc kiếm Lucky của mình đâu rồi. Ơi, bỏ luôn cái kiếm Lucky rồi. Thôi rồi, ăn cáp thôi. Thằng Núp lại bị nổ tung rồi. Ui con bóp kìa. Ui mình spawn được con bóp chứ. Không có kiếm kìa. Con mình cũng không có mũi tên để bắn luôn. Ui giúp ba điện. Ăn táo vàng luôn. Đâu ra lắm mấy quạt này trời. Cứu tụi dây. Kiếm đâu rồi. Quăng xa nơi này. Ui da. Ui ngon. Ôi. Sao đông zombie vậy. Ôi giáp này. Ok giáp già. Tạm thời thôi các bạn. Ui một con zombie khổng lồ kìa. Ui còng chín lóc. Ui con quái vật chắc nhận nó to. Nó to kinh khủng. Bên kia zombie nó còn có kiếm nó đánh. Ơ vãi nồi. Hình như nó cầm cái kiếm Lucky Block của mình. Ủa đâu rong ngang làng vậy. Như của thằng Nếp thì phải. Mình phải có đồ ngon không thôi là thua nó các bạn à. Ui được gì nè. Ui gì vậy trời. Ui sao đồ tùm lum vậy nè. Ui thằng Núp đây. Ngửa kia. Ê cưỡi được. Ui ngửa. Ngửa gì chạy nhanh vậy. Ngửa có hiệu ấn gì chạy nhanh vậy.
Ngựa của mày cũng là của tao rồi. Của mày cũng là của tao rồi. Giờ tao lượm được. Ngựa chạy nhanh vãi nồi ra. Giờ mày chạy xa cái khu vực này rồi. Ơ gì vậy? Đá mình xuống kìa các bạn. Ôi tao vàng. Cắt hết vào đi. Mình không cần sách phù phép đâu các bạn. Bông kinh này. Ui lại táo vàng. Được. Kiếm đi. Mày. Bây giờ mình không có gì để đánh được tụi này luôn. No. Mình quên các bạn à. Ủa, sao lại gặp mày rồi. Không được đặt ở đây nha. Chỗ này là chỗ chiến đấu nha. Ok. Nó không biết nó có cái gì đây. Nó có đồ ngon đâu không đây. Phải kiếm đồ ngon hơn nó các bạn à. Quả nồi bị đe rơi xuống chết. Chết chứ. Kiếm đâu. Chết lắm thỏ vậy. Ơ. Ôi mình hết Lucky rồi. Mình hết Lucky chưa. Nó còn 17. Nó còn tặng 17 luôn các bạn. Trời ơi. Mình phải làm cách nào. Đây kiếm này. Kiếm này. Rồi có kiếm rồi. Ngon rồi. Bây giờ sao đại chiến nó đây. Trong khi mình có đúng một cây kiếm sắt. Ok. Cái gì vậy trời. Đóng cái quạt vậy. Xung quanh toàn là quái vật. Ê. Ui. Xung quanh toàn là quái vật. Ê. Ờ nó bỏ. Ủa cái này sách phù phép. Ok mình xuất hiện cái hòn đảo của mình đi. Chỗ nào. Mày bị nhốt đúng không. Đặt Lucky ra đi. Ủa con ngựa kìa. Hai con ngựa kìa. Ngon vậy. Đi về. Rác gì tùm lum đi trời. Rồi xong chưa. Cái gì vậy. Để đọc thử. Well the your rolling. Cái gì không thể thoát hay sao ấy. Không có cúp. À đây có cúp nè. Đây là giải cứu mày. Ui đâu nhắc con nhện đọc vậy. Con nhện tàng hình cơ. Quái. Rồi ra kìa. Ok. Ok, chúng mình đã tập trung lại chỗ này rồi và mình lúc đó có kiếm hero các bạn à. Sao chơi nó đây. Trời vậy là chơi chó đó, đừng có chơi. Mày có mũi tên không? Rồi ok nha, chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị chưa? Ơ, còn 10 Lucky nè. Khoan, chờ đi. Tao đập hết 10 cái Lucky này đã. Chờ đó đi. Mình không biết tại sao mình còn 10 cái Lucky luôn á. Nãy giờ hay là nãy giờ mình không để ý ta. Ủa gì vậy? Ôi dân làng nè. Đây một cái cần câu hero. Ôi ui hên. Lần này mình đề phòng rồi. Ấy ok. Ấy con nè. Có trên đó thường thường có cục kim cương mà. Mình phải kiếm một cái hero. Hero vàng hả. Phải chỉ có hero bay. Ôi thuốc được. Thuốc cần thiết các bạn. Thuốc là cần thiết nha. Ok lấy hết thuốc đi. Rồi. Huy ngon nè. Ngon nè. Hero support. Có gì vô. Trời. Bản đồ kho báu bị trong vui làm gì chơi. Rồi xong rồi. Thua rồi các bạn ơi. Không có thử một thanh hero support luôn. Đâu mày đâu. Tao tập trung ngay đảo nè. Mày đâu. Ok mình sẽ uống thuốc gì không có tác dụng rồi sao ta. Ở thuốc gì mà không có tác dụng gì vậy? Mày thua tao rồi, tao có cái hero ball rồi. Mày thua tao chắc rồi, bên kia, qua cây đứng. Ok, chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, vô. Ngáo đó. Đặt lóc rồi. Ui, nó kiếm hero, trời. Chó nha. Ui, kiếm mạnh vậy mày. Kiếm ai chơi nữa. Ui. Không thử nó tốn một máu kìa. Lóc. Từ ta. Bơi. Từ ta. Mày không thoát rồi con trai, tao bơi đi rồi. Không được ra đảo nha. Ở đây thôi. Ừ đau. Chó. Đau. Rồi. Chạy. Ơ
Nó có cái kiếm mạnh quá các bạn à, không đánh nó được. Phải bờ chốt rồi. Đừng có đánh tao, đừng. Chạy là thử sách các bạn à, chạy là thử sách. Ôi, quá giác rồi, quá giác. Đừng đứt bốn nạn, Phi không thấy cái đầu luôn. Xuống đây, tao tè hình rồi, xuống đây. Nó còn thấy mình các bạn, nó còn thấy mình. Tao thấy rồi, tao. Ok, gì mới thoát được nó thôi. Nó còn thấy mình. Oh my god, hình thì chứ có thước tiền hình. Đừng có nhìn tao. Không chơi, không nhìn mày. Gắt. Nó thấy hiệu ứng của mình kìa. Thằng khốn. Ôi, thuốc tàn hình ơi, giúp tao một phút nữa các bạn. Kiếm gì chơi nó thôi. Không có gì hết. Cái gây cháy nè. Cái gây cháy mình cầm mình đập vào mặt nó cháy nè. Không ai. Đâu. Còn tay đầu cục dài, tôi bi không tình yêu. Nó vẫn tìm mình các bạn. Câu đó là con trai. Chạy nó thấy mình rồi. Chơi mà ngó, chơi mà chỉ. nó thu tàn hình được các bạn à, mình thấy nó được rồi. Quan trọng là mình không đánh nó lại, mình không có kiếm hero. Bây giờ mà mình chỉ cần bị nó đánh một phát là mình chết luôn ấy, không có đùa đâu. Gắt. Thôi lên bờ. Mày không hớt được tao con trai, tôi bị không tình yêu. Giúp mày cứu tao. Đường chạy à, đau, what the fuck. Hồi máu đi. Hồi máu đi. Mày không bơi lại tao đâu. Ok. Thằng khốn nạn, rồi tiêu bị nó hành hại đó chứ. Thằng khốn nạn, cho mày đi. Không lên đảo là được. Bơi không lên đảo là được. Luộc là tắm qua đảo khác. Hình có hấp thụ các bạn. Dưới đây là an toàn các bạn, tại vì kiếm nó gây cháy nên mình không dám lên bờ, đánh là bị bốc cháy. Kệ. thoát kiếm nạn rồi các bạn. Quan trọng là mình phải lên đặt trên, mình đặt lóc và kiếm cách chơi nó thôi. Ok. chạy. Cao lên. Nó kìa. Cao nữa. Mày không thoát đâu con trai. Rồi ok. Có lóc mình đặt hết luôn. Chưa. Càng cao càng trước. Không được đâu, bắt cái tao không được đâu, tao cao lắm. Mình lên đây. Mình sẽ có một cái combo để làm nó chết được. Mình lên đây, chuẩn bị hết rồi nè. Lên đây. Bắt đeo, sợ phải nồi ra. Nó sắp tới rồi kìa các bạn. No.
Vậy cái gì mày đòi bắn tao á? Tuổi gì? Tuổi gì? Con câu tót là con trai. Mặc giáp còn các bạn đỡ phần nào. Ô ô trái đập kìa. Tao có cái gì tao phải ném vào mặt mày được mới được. Cho mày thịt heo này. Cho mày thịt heo. Cho mày cá này. Không có được đâu, dùng người câu có được đâu. Chưa. Không có được đâu. Hên bán rồi. Hên bán rồi. Lần này hên với các bạn. Hên. Lần này nó hên thôi, lần sau không có vụ hên nữa con. Không dám lời các bạn à. Ở chơi mà đi kiếm cúp kìa. Không chơi kiếm cúp không qua đảo khác được. Cấm mày. Cấm nha, không qua đó. Cấm qua đảo khác rồi. Chơi vậy sao chơi. Hết đường rồi con trai. Mình phải thắng nó bằng được các bạn à. Mất mặt quá. Mất mặt quá. Lên đây. Ném cái chai vào mặt mày nè. Ném cái chai vào mặt mày nè. Xung quanh toàn là nước. Ê, tao rơi xuống thì tao sẽ không. Ta đâu? Để kiếm nó đi xa khu vực của mày à. Bỏ giáp hết luôn. Bỏ giáp hết luôn. Trời tối rồi, trời xét rồi đấy. Rồi. Bỏ giáp chưa? Ê, chơi bỏ giáp chứ chơi gì ai chơi. Ngu quá tao xuống. Không có xa hòn đảo, đi tới đây. Không có đi xa, chơi vậy không chơi được. Kiếm đâu mày? Bỏ giáp này hết đi. Ok. Từ từ nha. Để tao xuống tao lấy kiếm ra. Kiếm đâu rồi? Thằng chó. Chơi gọi là chết chó. Yeah. Ôi. No. What? Con nạn cho nó. Và ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và thằng núp khốn nạn nó chơi chó nó có đồ. Nó chơi chó nó dụ mình các bạn à. Khốn. Bye bye mọi người, mong mọi người ủng hộ. Chó. Anh hùng trong